Chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đại tú xin kính chào quý ông bà cô bác và toàn thể chị em. Kính thưa chú quý vị, thì tiếp tục chương trình làm viên trung tâm bảo ngày hôm nay, thì đại tú sẽ quay cho cô bác mình coi hôm nay đại tú ship cho các đồng đạo ở các tỉnh. Một là ship cho chú Đa ở nguyên bộ viên trung tâm bảo Đề Canh Chớp, cũng rất là đẹp, cho chú Đa ở thuộc về tỉnh Hậu Giang. Và bên cạnh đó thì ship một bộ thứ hai cho cô Mười Hiển ở Đồng Nai. Và người thứ ba là ship cho Quân Tâm ở Trà Vinh, là hai chị Dung thầy đèn led hình vi tính ha, 46. Và thứ tư thì ship cho anh Công ở thuộc về đó của huyện của tỉnh Sóc Trăng. Thì bữa nay đại tú sẽ ship cho bốn vị, sẽ lần lượt sẽ quay cho cô bác mình coi những chân dung tâm bảo ship cho đồng đạo ha. Đây mời chúng ta coi qua chương trình. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Kính thưa vị, thì hiện tại giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ cái bộ đầu tiên, bộ tranh đầu tiên nè. Đây là củ quyền, trần già và hai miếng Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và tấm lục tự Di Đà làm bằng Đề Canh Chớp nha. Đó. Rất là đẹp. Làm cái bộ này cho chú Út Đa ở dưới Hậu Giang. Thì đại tú đã chuẩn bị tương đối là hai cái thùng mớp. Trong đây cái thùng đó nè. Thì sẽ gói cho bốn vị ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì đại tú cũng còn chuẩn bị những cái cục mớp xốp cũng còn dư thừa nè. Đại tú sẽ vô bữa nay cho nó rồi rễ cho bốn vị. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ quấn cái bộ này trước, sẽ xếp cho chú Đa gói cái phần này trước. Thì đầu tiên chúng ta sẽ gọc xốp ra cái gì. Thank you.
cắt hết rồi nghe quý vị. Rồi chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ bó chị Nhung đây. Đây là thùng móp thì Tú đã gọc hết tất cả các vách rồi, thì Tú xé ra rất là dễ hơn vậy. Đã gọc ra hết trơn ha. Đây. Mấy miếng nhỏ này thì chúng ta sẽ băng bộ nhỏ, còn mấy miếng lớn chúng ta sẽ băng bộ lớn. Rồi thì chúng ta sẽ chắc cái miếng củ quyền này vô trước ha. Chúng ta sẽ để cái miếng vàng vào nè. Đây đây.
Dạ, ta quán mắc kem nấu gì?
Rồi kính thưa vậy thì hiện tại đã băng xong cái của chú Út Đa ha. Tiếp theo chúng ta sẽ băng cho cô Sáu, cô Mười Hiển ở Đồng Nai. Rồi. Rồi Nam Mô Đà Phật, kính thưa vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ quán cái ngôi thờ cúng của cô Mười Hiển ở Đồng Nai ha. Đây là tớp mình đã chuẩn bị sẵn cho này. Cái này là cái xốp mà đại tú đã cắt sẵn ra cho rồi nè. Đây là để mình xếp phun đó. Đây là cái kích thước bề ngang 5 nè, bề dài 1 mét nè. Giờ chuẩn bị sẽ quấn ha. Mình xếp cho mình cũng trang trí ra cho cô á, mình coi cái ha. Đây, kính thưa quý vị, đây là ngôi thờ cúng của cô Mười Hiển ở Đồng Nai nè. Đây là tấm cúng quyền nè. Hai chị Dung thầy, Tam Bảo, thằng già nè. Đây là tấm lục tự Di Đà. Đó. Đây, toàn bộ ngôi thờ cúng này là của cô Mười Hiển ở Đồng Nai ha. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ từ chúng ta sẽ xếp vô. Thank you.
cắt xong Chi Dung thầy với Lục Tự Tam Bảo của Quyền đã cắt xong ha. Thì chúng ta sẽ bỏ lại. Thank you.
môi đồ Phật cái đồ vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ vô hai chân dung thầy cho huynh trung tâm ở Trà Vinh. Đây là một chân dung thầy Đề Mi ha. Môi đồ Phật. Đây là một chân dung thầy đứng. Chúng ta vô xong rồi, giờ này chúng ta sẽ bắn nút đèn vô ha. Rồi, hãy chị Dung thầy chúng ta sẽ bắn silicon vào. Đây là hộp đèn cái gì? Còn cho nó chết ra rồi. Nam mô Đà Phật. Cái thứ gì thì coi như đã bắn silicon xong rồi, chờ chút xíu nữa khô chúng ta sẽ quấn lại, chúng ta sẽ gửi cho Vinh anh Tâm. Rồi tiếp theo là mời chúng ta coi qua chương trình nữa ha. Rồi, Nam mô Đà Phật. Cái thứ gì thì tiếp theo chúng ta sẽ gói cái dung thầy của Vinh Tâm ở Trà Vinh ha.
Rồi, kính thưa quý vị, coi như là đã quán xong cái bộ di dung của Minh Tâm ở Trà Vinh xong ha. Tiếp theo chúng ta sẽ quán của Huynh Công, tức là sư huynh này tên Công ở Vĩnh Long, ở Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Vĩnh Long ha. Rồi, kính thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ tối hai di dung thầy nhỏ này của cái người tên Công, Huynh Công mà ở dưới Vĩnh Long. Thì hai chị Nhung thầy này gửi tặng cho sư huynh để sư huynh thượng lên để sớm chiều mình cúng lại và tưởng nhớ lời Đức Thầy chỉ dạy để tu tập ha.
Rồi coi như đã gói hai viên dung thầy của Quỳnh Tông đã xong rồi ha. Giờ thì chú sẽ dán mấy cái miếng giấy lên. Đây là bốn vị từ sớm giờ thì chú đã quán lại nè. Một là cô Mười Hiển nè, ở bưu điện Văn Quá xã Sông Thao nè, huyện Trạm Bơm tỉnh Đồng Nai nè, số điện thoại Minh Tâm nè, ở Định An nè, Đông Hải huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh nè, số điện thoại. Đây là chú Út Đa nè, ở ấp Tầm Chu Ba nè, xã Thuận Hòa nè, huyện Phụng Hiệp nè, tỉnh Hậu Giang nè, số điện thoại. Thì Quynh Nguyễn Công nè, ở ấp Cây Cách nè, xã Bình Phú nè, huyện Càng Long tỉnh huyện Càng Long tỉnh Vĩnh Long nè, số điện thoại. Và phần bốn vị này để tú sẽ cắt ra dán lên trên bốn hộp ha. Của anh Nguyễn Công, đây là địa chỉ của ảnh ha. Tiếp theo là của anh Minh Tâm. Anh Minh Tâm
xong của con mẹ nha. Nè, diễn tô rồi thôi. Tiếp theo là của chú Quốc Gia. Chú Đa cũng đã xong rồi ha. Đây địa chỉ của chú Đa nè. Rồi coi như là bốn khuôn đã được vô trong cái thùng bóp hết rồi. Là để Tú sẽ đi ra bưu điện gửi ha. Cảm ơn mọi người đã theo chương trình. Rồi chương trình quay cho cô bác mình coi niêm phong để gửi cho mấy đồng đạo mình ở các tỉnh ha. Ở đây chương trình quay đến đây xin tạm dừng, để tối xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Tăng Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật.